Lại nữa, thiện nam tử nói hàng thuận chúng sinh là tận pháp giới hư không giới, mười phương biển cõi hết thảy chúng sinh, đủ thứ sự khác biệt, đó là sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh bằng ẩm ướt, hóa sinh ra, hoặc có chúng sinh nương đất nước gió lửa mà sinh, hoặc có chúng sinh nương hư không và các cây cối mà sinh, đủ thứ loài sinh, đủ thứ sắc thân, đủ thứ hình trạng, đủ thứ tướng mạo, đủ thứ thọ lượng, đủ thứ tật loại, đủ thứ danh hiệu, đủ thứ tâm tánh, đủ thứ tri kiến, đủ thứ dục lạc, đủ thứ ý hành, đủ thứ oai nghi, đủ thứ y phục, đủ thứ ăn uống, ở nơi đủ thứ thôn xóm, tụ lạc, thành ấp, cung điện, cho đến tất cả trời rồng tám bộ chúng, người, chẳng phải người, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, các loại như vậy, con đều tùy thuận họ mà chuyển, đủ thứ thừa sự, đủ thứ cúng dường, như kính cha, kính mẹ, như thờ sư trưởng, và A-la-hán, cho đến Như Lai, đồng nhau không khác biệt, đối với các bệnh khổ thì làm thầy thuốc hay, đối với kẻ thích đạo thì chỉ cho họ chánh đạo. Ở trong đêm tối thì làm ánh sáng, đối với kẻ bần cùng thì khiến cho họ được phục tạng. Bồ Tát lợi ích tất cả chúng sinh bình đẳng như vậy. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát tùy thuận chúng sinh, tức là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu đối với chúng sinh tôn trọng hầu hạ, tức là tôn trọng hầu hạ Như Lai. Nếu khiến cho chúng sinh sinh hoan hỷ, tức là khiến tất cả Như Lai hoan hỷ. Tại sao? Vì chư Phật dùng tâm đại bi mà làm thể, do đó đối với chúng sinh mà khởi đại bi, nhờ khởi đại bi mà sinh Bồ Đề Tâm, nhờ sinh Bồ Đề Tâm mà thành đẳng chánh giác. Ví như ở nơi hoang dã cát đá có cây đại thụ to lớn, nếu rễ được nước thì cành lá hoa quả đều xum xê tươi tốt. Cây Bồ Đề ở nơi sinh tử hoang dã cũng là như thế, tất cả chúng sinh là rễ cây, chư Phật Bồ Tát là hoa quả. Nhờ nước đại bi lợi ích chúng sinh mà có thể thành tựu hoa quả trí huệ chư Phật Bồ Tát. Tại sao? Vì nếu các Bồ Tát dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh thì sẽ thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cho nên Bồ Đề thuộc về nơi chúng sinh. Nếu không có chúng sinh thì tất cả Bồ Tát chọn không thể thành vô thượng chánh giác. Thiện nam tử, người đối với nghĩa này nên hiểu như vậy, nhờ tâm bình đẳng đối với chúng sinh mà được thành tựu viên mãn đại bi, nhờ tâm đại bi tùy thuận chúng sinh mà được thành tựu cúng dường Như Lai. Bồ Tát tùy thuận chúng sinh như vậy, dù cõi hư không có thể hết, cõi chúng sinh có thể hết, nghiệp chúng sinh có thể hết, phiền não chúng sinh có thể hết, nhưng tùy thuận của con đây không khi nào hết được. Niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý nhiệt không nhàn mỏi. Thiện nam tử, tôi lại nói về đạo lý hoàn thuận chúng sinh. Chúng sinh là chúng duyên hòa hợp mà thành tận pháp giới hư không giới, mười phương cõi nước chư Phật. Hết thảy chúng sinh đủ thứ giống loài khác biệt, đó là sinh bằng trứng, sinh bằng thai, sinh ẩm ướt, hóa sinh ra. Chúng sinh do chúng duyên hòa hợp mà sinh, mỗi loài có duyên của mỗi loài, cho nên có đủ thứ giống loài khác nhau. Nói về thai sinh, trong kinh Lăng Nghiêm có nói, thai do tình mà có. Thành thai như thế nào?
do có ái tình cho nên thành thai. Trứng do tưởng mà sinh, trứng sinh là do tưởng sinh ra, như gà mẹ ấp trứng thì nghĩ tưởng, lâu dần trứng gà biến thành gà con, ẩm ướt do hợp mà cảm, hóa do lìa mà ứng, sinh bằng ẩm ướt là nhờ ẩm ướt với ẩm ướt tương hợp với nhau mà sinh ra, hóa sinh là do có sự biến hóa, như loài nhộng biến thành bướm, loài chuột biến thành dơi, lìa khỏi bản thể của nó, biến hóa thành giống loài khác. Hoặc có chúng sinh nương đất nước gió lửa bốn đại mà sinh ra, hoặc có chúng sinh nương hư không, hoặc nương hoa cỏ cây cối mà sinh ra, đủ thứ vô lượng loài sinh, đủ thứ sắc thân khác nhau, đủ thứ hình trạng khác nhau, đủ thứ tướng mạo khác nhau, đủ thứ thọ lượng dài ngắn khác nhau, đủ thứ giống loài khác nhau, như hổ thì có giống loài của hổ, hươu thì có giống loài của hươu, đủ thứ tên khác nhau, đủ thứ tâm tánh khác nhau, như tâm tánh của loài hổ thì thích làm hại chúng sinh, tâm tánh của loài hươu thì nhân từ, chỉ ăn cỏ, chẳng ăn thịt chúng sinh. Có loài gan lớn, có loài gan nhỏ, có loài thấy người là bỏ chạy, có loài thấy người là muốn ăn. Đủ thứ tri kiến khác nhau, đủ thứ dục lạc khác nhau, thích đồ vật cũng khác nhau, đủ thứ những việc làm cũng khác nhau, đủ thứ thái độ oai nghi cũng khác nhau, đủ thứ y phục khác nhau. Người thì mặc y phục của người, xuất sinh thì mặc y phục da lông, phi cầm thì mặc y phục lông. Đủ thứ sự ăn uống khác nhau, có loài thì ăn thịt sống, có loài thì ăn cỏ, có loài ăn phân, đủ thứ đồ vật, mỗi loài ở chỗ của mỗi loài, thôn xóm, tụ lạc, thành ấp, cung điện, cho đến tất cả trời rồng quỷ thần, người chẳng phải người không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Đủ thứ chất loại, như đã nói ở trên như vậy, tôi đều biến hóa ra thần của họ, để giáo hóa họ, phục vụ họ, cúng dường họ, như kính cha mẹ, như thờ sư trưởng và A-la-hán, cho đến giống như cúng dường Phật, đồng nhau không có sự khác biệt. Chúng sinh thường có 84,000 thứ bệnh tật. Bồ Tát bèn dùng 84,000 thuốc hay để đối trị 84,000 thứ bệnh tật. Cho nên nói, làm thầy thuốc hay, thầy thuốc hay là bác sĩ tinh thông y thuật. Họ đối với bệnh chúng sinh giống như đối với bệnh của chính mình, dùng đủ thứ phương pháp để chữa lành cho họ. Chúng sinh có lúc đi sai đường, tuy họ có mắt nhưng chẳng biết đường nào chánh, đường nào tà, cho nên có lúc đi lầm vào đường tà. Bồ Tát bèn chỉ dẫn họ đi trên con đường chánh. Giống như hiện tại có rất nhiều thanh thiếu niên chẳng biết đi trên con đường chánh, chỉ biết lười biếng uống rượu, hút xì ke ma túy, đi trên con đường sai lầm. Lúc Bồ Tát dùng đủ thứ phương pháp dẫn dắt chúng sinh đi về con đường chánh. Đối với chúng sinh ở trong đêm tối biểu thị người chẳng minh bạch Phật pháp. Người chẳng minh bạch Phật pháp đều đang ở trong đêm tối. Minh bạch rồi thì đắc được ánh sáng. Chẳng minh bạch Phật pháp thì sẽ làm việc điên đảo. Minh bạch rồi thì mới biết đi trên con đường chánh đại quang minh. Cho nên đối với chúng sinh chẳng minh bạch Phật pháp thì khiến cho họ minh bạch để họ được ánh sáng. Đối với những người bần cùng thì khiến cho họ đắc được vàng, bạc, lưu ly, bảo tạng. Bồ Tát bình đẳng không phân biệt lợi ích tất cả chúng sinh như vậy. Tại sao vậy? Vì nếu như Bồ Tát thành Bồ Tát đạo
luôn luôn tùy thuận chúng sinh, hay tùy thuận chúng sinh, tức là tùy thuận chư Phật, tức cũng là cúng dường chư Phật. Vì tâm, Phật và chúng sinh, cả ba không khác biệt, đối với tất cả chúng sinh đều cung kính hầu hạ, tức cũng là tôn trọng cung kính, cúng dường Như Lai. Nếu khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, tức là khiến cho tất cả Như Lai cũng sinh tâm hoan hỷ. Cho nên người xuất gia nói, giữ miệng nhiếp ý thân, đừng phạm, chớ não tất cả các hữu tình. Đừng khiến cho tất cả chúng sinh sinh phiền não, khổ hạnh vô ích sẽ xa lìa. Đừng tu khổ hạnh vô ích, như vậy hành giả sẽ độ đời. Được như vậy thì mới có thể giáo hóa chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh hoan hỷ, thì chư Phật Như Lai cũng hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì chư Phật với chúng sinh là một thể. Phật cũng tức là chúng sinh cũng tức là Phật. Phật là chúng sinh đã thành, chúng sinh là chúng sinh chưa thành Phật. Chúng ta với Phật như nhau. Tương lai là bình đẳng, cho nên Phật giáo khác với các tôn giáo khác, tức cũng là vì Phật giáo rất là bình đẳng. Tại sao chúng sinh hoan hỷ thì Phật hoan hỷ? Vì chư Phật Như Lai dùng tâm đại bi làm bổn thể, vì chúng sinh mà sinh tâm đại bi, nhờ tâm đại bi mà sinh tâm bồ đề, nhờ sinh tâm bồ đề tâm mới thành Phật, chánh đẳng, chánh giác. Ví như ở nơi hoang dã cát đá có cây đại thụ to lớn, nếu rễ được nước thì cành lá, hoa quả đều sum xê tươi tốt. Hiện tại chúng sinh ở trong sinh tử hoang dã cát đá, cây bồ đề cũng giống như cây bồ đề rất lớn ở nơi sinh tử hoang dã cát đá. Tất cả chúng sinh đắc được lợi ích mới có thể thành tựu vô lượng vô biên hoa trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì chư Phật Bồ Tát dùng nước đại bi để lợi ích chúng sinh. Nước đại bi là tâm tánh từ bi, đối với tất cả chúng sinh đều từ bi thương xót, nên gọi là nước đại bi. Bồ Tát Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát tụng chú đại bi, gia trì nước đại bi, lợi ích chúng sinh. Tay cầm cành dương và tay cầm tịnh bình của Bồ Tát Quán Âm là hợp dụng. Dùng cành dương nhúng nước trong tịnh bình, Bồ Tát Quán Âm thường niệm chú đại bi, gia trì nước đại bi trong tịnh bình, dùng nước đại bi này lợi ích chúng sinh, cho nên phải dùng nước đại bi lợi ích chúng sinh để tăng thêm quả vị, vì sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là tiếng Phạn, dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng là quả vị Bồ Tát đắc được, hàng nhị thừa đắc được giác ngộ, chứng được quả vị thanh văn hoặc duyên giác. Đây chỉ là tự giác, chẳng phải là chánh giác. Chánh đẳng là Bồ Tát, tuy đắc được chánh đẳng, nhưng chưa đắc được vô thượng, cho nên Bồ Tát gọi là hữu thượng sĩ, Phật gọi là vô thượng sĩ, vì Phật đắc được vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, mới thành tựu quả vị Phật. Nếu Bồ Tát chẳng lợi ích chúng sinh, chẳng dùng nước đại bi giáo hóa chúng sinh, thì trọn không thể thành Phật, cho nên phải tự lợi, lợi tha mới có thể thành Phật. Do đó, Bồ Đề thuộc về nơi chúng sinh, Bồ Đề là từ chúng sinh mà ra, nếu không có chúng sinh, thì tất cả Bồ Tát trọn không thể thành Phật. Tại sao vậy? Vì chẳng có chỗ đi làm công đức, chúng sinh thì ở trước Tam Bảo làm công đức, Bồ Tát thì ở trước chúng sinh làm công đức. Bồ Tát lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử, bỏ mê, về giác. Thiện nam tử, người đủ đạo lý,
và ý nghĩa này nên hiểu như vậy, vì Phật, chúng sinh và tâm là ba mà một, một mà ba. Phật, chúng sinh và tâm là ba thứ không thể nghĩ bàn, nhưng tâm, Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Phật, tâm và chúng sinh là một thể, ở trong vô hình là một. Người có tư tưởng giải thích đạo lý này như vậy thì mới có thể thành tựu viên mãn tâm đại bi, dùng tâm đại bi tùy thuận chúng sinh, thì được thành tựu công đức cúng dường Như Lai, Bồ Tát tùy thuận chúng sinh như vậy. Dù cõi hư không chẳng còn nữa, cõi chúng sinh chẳng còn nữa, nghiệp chúng sinh chẳng còn nữa, phiền não chúng sinh chẳng còn nữa, nhưng tùy thuận của con đây không khi nào hết được. Bổn lai cõi hư không, cõi chúng sinh, nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn không nghiệp chúng sinh, phiền não chúng sinh, vĩnh viễn không thể nào hết. Cho dù chúng không còn nữa, nhưng nguyện lực này của con không bao giờ hết. Tâm niệm này, niệm niệm liên tục không gián đoạn, thân miệng ý ba nghiệp, vĩnh viễn hành trì nguyện lực này, vĩnh viễn không nhàn mới. Trời rồng, dạ xoa cưu bàn trà, cho đến người và chẳng phải người, hết thảy tất cả tiếng chúng sanh, đều dùng các tiếng mà thuyết pháp. Trời rồng, tại sao biến hóa làm rồng? Vì thừa cấp giới hoãn, thuở xưa họ tu Pháp Đại Thừa rất tinh tấn, nhưng cho rằng giữ giới là chuyện bình thường. Giữ hay không giữ giới đều không quan trọng, do thừa cấp mà có thần thông, vì giới hoãn mà đọa làm súc sinh, dạ xoa còn gọi là quỷ mau chóng, cưu bàn trà còn gọi là quỷ đông trảo. Chúng chuyên môn đợi người ngủ thì đi tắt quái, có người bị thổi hơi của chúng vào đầy miệng, nói chẳng được, cũng chẳng cử động được thì sẽ chết. Nhưng lúc bấy giờ, vì có sức lực cảm hóa 10 đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng có thể làm hộ pháp mà không làm hại nữa. Trời rồng, dạ xoa, cưu bàn trà, các loài quỷ, cho đến người và chẳng phải người vân vân, hết thảy tất cả chúng sinh, hết thảy tiếng nói của họ, con đều dùng tất cả thứ tiếng, mà vì tất cả chúng sinh thuyết pháp, gặp loại chúng sinh nào thì nói thứ tiếng của loài đó. Xin tu thanh tịnh Bà La Mật, luôn không quên mức Bồ Đề Tâm, diệt trừ chướng cấu không sót thừa, tất cả diệu hạnh đều thành tựu. Xin tu là không lười biếng, không sợ khổ, không sợ mệt, thời thời tinh tấn thanh tịnh Bà La Mật, chẳng có sự nhiễm ô. Bà La Mật là tiếng Phạn, nghĩa là bến bờ kia, từ bờ sinh tử bên này đạt đến bờ Niết Bàn bên kia. Bồ Đề Tâm là gì? Tức là tâm siêng cầu Phật học. Đời đời kiếp kiếp đều chẳng quên mất Bồ Đề Tâm, diệt trừ chứng cấu không sót thừa, diệt trừ tất cả báo chướng, nghiệp chướng, phiền não chướng. Có phiền não thì có trừng cấu, khiến cho tất cả phiền não trừng cấu đều chẳng còn nữa. Diệu hạnh, đến chánh điện, tham thiền, đã tọa, chấm dứt sinh tử, tức là diệu hạnh, tu hạnh gì thì thành tựu hạnh đó, gọi là diệu hạnh, thành tựu không thể nghĩ bàn. Thế nào gọi là không thể nghĩ bàn? Vì vượt ngoài ý nghĩ của con người, tưởng tượng không đến được, mà lại đắc được. Đây gọi là diệu, không những không thể dùng tâm nghĩ, mà cũng không thể dùng lời bàn luận. Hạnh môn vi diệu, không thể nghĩ bàn này, tức cũng là tham thiền và khai ngộ. Bạn có thể khai ngộ, thì thành tựu hạnh môn vi diệu, không thể nghĩ bàn. Nơi các hoặc nghiệp và cảnh ma, thế gian trung đạo được giải thoát, giống như hoa sen chẳng dính nước, cũng như trời chăng chẳng trụ không. Thế nào gọi là hoặc nghiệp, hoặc là mê hoặc, cũng là nghi hoặc, hoặc có ba thứ, kiến tư hoặc, hoặc thấy nghĩ,
chừng xa hoặc, hoặc nhỏ như cát bụi, vô minh hoặc, kiến hoặc là thô hoặc, tư hoặc là tế hoặc. Thế nào là kiến hoặc? Do đó có câu, thấy cảnh sinh tham ái, tức là gặp cảnh giới, thì sinh một thứ tâm tham ái. Tâm ái, tức là mê hoặc nhiều rồi thì hồ đồ. Tư hoặc là trong tư tưởng, đối với đạo lý, chẳng hiểu biết. Do đó có câu, mê lý khởi phân biệt, sinh ra một thứ tâm phân biệt, không đúng đắn. Trần xa hoặc, nói về nó thì quá nhiều, nhiều như hạt bụi, nhiều như cát sông Hằng. Vô minh hoặc, ở trong tâm của chúng ta có vô minh vốn rất ít, nhưng do ít biến thành nhiều, giống như bạn thấy được cảnh giới, thì sinh ra một thứ tâm, tham ái, đó là vô minh, đang tác quái, gốc rễ của kiến hoặc là do vô minh sinh ra. Tại sao sinh ra tâm tham ái? Từ nơi nào đến? Từ nguồn gốc, đáy, mong cầu, đi tìm gốc rễ của nó, tức là vô minh. Cho nên vô minh là gốc rễ của sinh tử. Chúng ta chưa chấm dứt sinh tử là do sự chứng ngại của vô minh. Cho nên sinh tử chưa chấm dứt, kiến hoặc có 88 phần. Có 88 phẩm, tư hoặc có 81 phẩm. Chứng được sơ quả A-la-hán thì đã đoạn được 88 phẩm kiến hoặc. Chứng được nhị quả A-la-hán thì đã đoạn được 6 phẩm trước tư hoặc của dục giới. Chứng được tam quả A-la-hán thì đã đoạn được trường xa hoặc. Đoạn được 3 phần sau tư hoặc của dục giới. Chứng được tứ quả A-la-hán thì mới phá được vô minh. Đoạn vô minh hiển pháp tánh, nhưng chưa hoàn toàn phá vô minh, đoạn sạch 81 phẩm tư hoặc của tam giới, Bồ Tát đã đoạn trần xa hoặc, nhưng vô minh hoặc vẫn chưa đoạn sạch. Khi đến bậc đẳng giác Bồ Tát, thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa đoạn. Nếu phá sạch hết một chút vô minh đó, thì sẽ thành bậc diệu giác, tức là Phật. Đúng là bạn tạo nghiệp thiện ác, do đó có câu, dù cho trong ngàn kiếp, nghiệp ta ra chẳng mất, dù cho đến trăm ngàn kiếp, nghiệp của bạn đã tạo ra cũng sẽ không mất đi. Bạn tạo nghiệp thiện thì được báo thiện, tạo nghiệp ác thì được báo ác, thiện ác đều đi theo bạn. Khi nhân duyên hội ngộ, quả báo tự thọ lấy. Khi nhân duyên chín mùi, đúng thời đúng lúc, thì bạn tự mình thọ quả báo. Trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Này, lại có một câu chuyện nữa. Lúc trước khi tôi còn làm sa di, vào dịp cuối năm trong chùa hoặc ở nhà, đều viết câu đối liễn, còn gọi là hồi xuân. Trong chùa cũng viết câu, như ý cát tường, lúc đó tôi viết câu, đối liễn. Trí huệ như hải, lúc đó có vị sư huynh cũng là sa di, anh ta thấy tôi viết bốn chữ đó, rất là hoan hỷ. Nên cứ đọc tới đọc lui bốn chữ đó, trí huệ như hải. Tôi bèn nói với anh ta, tôi thấy sư huynh nghiệp lực như hải. Vừa nói xong thì anh ta nổi lửa vô minh, rất nóng giận, thậm chí muốn đánh tôi. Tôi bèn nói, sư huynh đừng có hấp tấp, tôi nói ra lời này thì nhất định sư huynh sẽ hoan hỷ, chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Tôi nói sư huynh nghiệp lực như hải. Sư huynh chẳng những chẳng nóng giận mà còn phải cảm ơn tôi. Anh ta nói, sư đệ nói tôi tội nghiệp lực như hải, tôi còn phải cảm ơn đệ à. Tôi nói, sư huynh biết nghiệp là gì không? Anh ta nói, nghiệp là con người tạo. Tôi nói, nghiệp thì có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nếu tôi nói nghiệp thiện của sư huynh như hải, thì sư huynh nói sao đây? Anh ta nghe rồi chẳng nói lời nào, bèn xin lỗi tôi. Bạn thấy có diệu chăng? Chỉ khác một chữ thôi, chữ này tôi nói không rõ ràng, thì anh ta đã nổi nóng lên. Tôi lại thêm chữ thành thiện nghiệp như hải, thì anh ta hớn hở vui mừng. Cho nên một chữ có thể làm cho người ta nóng giận, có thể làm cho người ta hoan hỷ. Lại có một lần nọ, tôi cầm một cặp giấy. Vị sư huynh này rất nhiều chuyện, hỏi tôi
tay cầm gì thế? Tôi nói, đây là tờ khế ước bán sư huynh. Anh ta nghe rồi lại nổi nóng nói, sao sư đệ lại có thể bán tôi, sư đệ có quyền gì bán tôi? Tôi nói, đương nhiên tôi có quyền bán sư huynh, tôi bán sư huynh còn phải hoan hỷ nữa. Sư huynh không hoan hỷ, thì tôi không bán, tôi có đặc quyền. Anh ta càng tức lên nói, sư đệ có đặc quyền gì chứ? Tôi nói, tôi bán sư huynh, có người mua sư huynh chắc chắn sẽ hoan hỷ. Anh ta nói, đâu có lý nào, sư đệ bán tôi, có người mua tôi còn hoan hỷ nữa là sao? Tôi nói rằng, tôi bán sư huynh cho Đức Phật Thích Ca, vĩnh viễn làm hòa thượng có được chăng? Anh ta nói, được được. Đây là lúc tôi còn trẻ, rất ham đùa nghịch. Bạn thấy câu chuyện này đó, tôi bán anh ta còn vui mừng, đây cũng là diệu pháp, đừng cho rằng là nói đùa. Bây giờ, nói chút xíu về cảnh giới ma, nếu như bạn không biết, thì ma chẳng đến tìm bạn, một khi bạn biết thì ma chướng sẽ đến tìm bạn. Tại sao vậy? Vì khi lúc chúng ta không tu hành, thì là người nghèo, ma cũng không giống như kẻ trộm thì chẳng trộm cắp của người nghèo, vì biết họ vốn chẳng có đồ vật gì để lấy. Khi bạn tu đạo thì giống như người phát tài, kẻ trộm sẽ đến trộm cắp tài sản của bạn. Cho nên, tu đạo thì có ma, do đó có câu, ma là mài dũa chân đạo mới có ma, càng mài thì càng sáng thì càng mài, mài được như trăng mùa thu, trong không chiếu sáng quần ma chiếu đến bỏ chạy hết, bèn xuất hiện bổn lai Phật. Bạn tu đạo có chút thành tâm, thì ma sẽ đến mài dũa bạn. Tức cũng là khảo nghiệm bạn, vì bạn dụng công một cách chân thành. Càng chân thành thì càng có ma tới khảo nghiệm bạn. Bạn càng thọ ma thì sẽ hiện ra quang minh của bạn. Khi quang minh của bạn sáng ngời thì càng phải mài dũa thêm một chút. Ma khảo nghiệm bạn, khảo nghiệm như ánh trăng sáng trong hư không. Ở trong hư không, chiếu quần ma, đây là nói bạn có trí huệ chân chánh. Thì sẽ chiếu quần ma, làm cho tất cả ma đều biết được. Quần ma chiếu đến đều bỏ chạy, biểu thị trí huệ quang minh của bạn nhiều đến làm cho ma bỏ chạy trốn. Lúc đó bổn lai Phật sẽ xuất hiện. Khi tu đạo có sự thành tựu thì sẽ gặp ma chướng. Nói về chữ giới, bổn lai chẳng nghĩ tới sự phạm giới, nhưng mà phạm giới, bổn lai chẳng nghĩ tới sự sát sinh. Trong vô minh thì sát sinh, bổn lai chẳng nghĩ đến trộm cắp, bất tri bất giác thì phạm giới, bổn lai chẳng nghĩ đến tà dâm, cũng bất tri bất giác thì phạm giới, bất tri bất giác thì hồ đồ, lúc đó vô minh hiện tiền, sau đó gì cũng đều quên hết, quên luôn là đã thọ giới chay trường, kết quả lại phá trai phá giới, vốn chẳng nghĩ tới nói dối. Khi vô minh hiện ra thì nói dối. Bổn lai chẳng nghĩ tới uống rượu, khi vô minh nổi lên thì lại uống rượu. Đây là vô minh che lấp trí huệ, chẳng có trí huệ cho nên phạm giới. Lại như ngồi thiền, khi có một chút định lực thì sinh ra một chút trí huệ, bèn muốn đoạn tâm dâm dục. Khi bạn không nghĩ tới đoạn tâm dâm dục thì chẳng có việc gì sẽ đến. Hoặc khi lúc bạn ngủ thì nó biến hóa ra đủ thứ con gái đẹp, bạn thích cái gì thì nó sẽ hiện ra cái đó. Để dẫn dụ bạn, đối với người nữ thì nó sẽ hiện ra đủ thứ người nam đẹp trai để mê hoặc, cũng khảo nghiệm bạn. Ở trong mộng, lúc đó bạn không giữ vững thì sẽ phạm giới ở trong mộng, chẳng còn định lực, cũng chẳng còn trí huệ, hoặc chẳng phải ở trong mộng. Lúc bình thường, nếu bạn không có định lực, chẳng có trí huệ thì ma chẳng hiện tiền. Khi bạn muốn phát tâm tu hành, thì cảnh giới ma chướng sẽ phát hiện, hoặc bạn sẽ gặp bạn bè khác giới, bất tri, bất giác, sẽ phạm giới. Phạm giới thì chẳng còn định lực, chẳng còn định lực thì ngu si, chẳng còn huệ lực. Đó là vô minh đến che lấp đi trí huệ của bạn, để cho bạn phá giới. Còn có lúc
đang ngồi thiền thì cũng sẽ phát sinh ma chướng, hoặc nhìn thấy đủ thứ cảnh giới, hoặc cảm thấy mình có thần thông, hoặc cảm thấy thân thể của mình giống như hư không, lớn như hư không, nằm mười ấm ma, trong kinh Lăng Nghiêm, đủ thứ cảnh giới đều hiện tiền, đây đều là cảnh giới ma. Trước kia, có một vị lão tu hành, khi tham thiền đã tọa, lúc sắp nhập định thì nhìn thấy một cảnh giới gì? Ông ta nhìn thấy có một tảng đá lớn, treo lờ lẫn trên đầu ông ta. Trên sợi dây thần, có mấy con chuột đang cắn sợi dây thần mà đứt thì tảng đá lớn sẽ đè ông ta chết. Ông ta nhìn thấy cảnh giới này, tâm bèn nghĩ, nếu tảng đá đè tôi chết, tôi cũng không màng tới, dù có chết cũng phải ngồi thiền ở đây. Kết quả ông ta nhập định rồi, tảng đá cũng không đè chết ông ta. Nếu ông ta sợ, thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa trước kia, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp thành đạo. Thì Ma Vương, Bà Tuần hoảng sợ nói, hiện tại Cù Đàm sắp thành Phật, tôi sẽ làm cho ông ta đừng thành Phật. Ma Vương nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cách nào. Trong lúc buồn rầu lo lắng, không tìm ra cách nào, thì ma nữ hỏi, cha, tại sao cha buồn rầu thế? Ma Vương đáp, hiện tại Cù Đàm sắp sửa thành Phật rồi, ông ta mà thành Phật thì quyến thuộc của chúng ta sẽ không còn thế lực nữa, cho nên bây giờ cha đang tìm cách làm cho ông ta đừng thành Phật. Ma nữ nói, thì ra là thế, chúng con có thể đi nhiễu loạn đạo tâm của ông ta. Ma nữ bèn biến hóa ra rất là xinh đẹp, dùng thủ đoạn để dẫn dụ Đức Phật, khiến cho Đức Phật sinh tâm dâm dục. Nhưng Đức Phật đối với cảnh giới này như như bất động, Đức Phật bèn quán tưởng như vậy. Đừng có cho rằng các ngươi rất đẹp, khi về già thì tóc bạc răng rụng, da nhăn rất là xấu xí. Quán tưởng như vậy xong thì lập tức ma nữ nhìn thấy mình biến thành bà già, mắt nhìn cũng nhìn không thấy rõ, tai nghe cũng nghe không rõ, bèn sinh tâm sám hối rồi bỏ chạy. Cảnh giới ma rất nhiều, nhưng chúng ta, người tu đạo, chớ bị cảnh giới ma làm dao động. Nếu không bị dao động, thì có định lực thì không tán loạn. Thiền định chẳng tán loạn, thì sẽ chẳng nhập vào cảnh giới ma. Thế giới đạo, dù ở tại thế gian, mà có thể ra khỏi thế gian, tức là không chấp trước. Lìa khỏi sự chấp trước, thì đắc được giải thoát. Thế nào gọi là không chấp trước? Tức là thân tại trần mà tâm xuất trần, hoa ở trong giếng mà chẳng nhiễm trần. Tuy con người ở tại thế gian mà tâm vượt khỏi trần thế, giống như hoa ở trong giếng mà chẳng nhiễm trần. Chẳng chấp trước vào bụi trần dơ bẩn, giống như hoa sen vậy. Hoa sen mọc lên từ trong bùn mà chẳng nhiễm bùn, gốc thì ở trong bùn lầy, nhưng hoa thì ở trên mặt nước, đây gọi là mọc trong bùn mà không nhiễm. Chúng ta đừng chấp trước tất cả pháp trên thế gian, giống như hoa sen chẳng thấm nước, chẳng nhiễm bụi trần, cũng giống như mặt trời mặt trăng, ở trong hư không, vận hành không ngừng, cũng không chấp trước. Đều trừ tất cả khổ đường ác, đồng cho tất cả chúng sinh vui, như vậy. Trải qua kiếp bụi cõi, lợi ích mười phương luôn vô tận, hoàn toàn loạn trừ tất cả khổ trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bình đẳng ban cho tất cả chúng sinh sự an vui. Làm như vậy, trải qua suốt kiếp nhiều như hạt bụi cõi nước, còn lợi ích tất cả chúng sinh mười phương luôn luôn không cùng tận. Con thường tùy thuận các chúng sinh hết thuở vị lai tất cả kiếp, luôn tu hạnh phổ hiền rộng lớn, viên mãn vô thượng đại bồ đề. Con thường tùy thuận tất cả chúng sinh, để tu học mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Hết thuở vị lai tất cả kiếp, nguyện lực của con không cùng tận. Con luôn luôn tu hạnh Bồ Tát Phổ Hiền rộng lớn,
khiến cho vô thượng đại bồ đề căn lành thật viên mãn. Hết thảy người đồng hành với con, tất cả mọi nơi cùng tập hội, thân miệng ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh nguyện đồng tu học. Hết thảy người tu hành đại nguyện vương Bồ Tát Phổ Hiền đồng hành với con, bất cứ ở đâu đều tụ hội lại với nhau, thân miệng ý ba nghiệp đều như nhau, tất cả hạnh nguyện tu hành cũng đồng tu học với nhau. Thiện tri thức lợi ích cho con, vì con chỉ bày hạnh Phổ Hiền thường nguyện với con đồng tụ hội, nơi con thường sinh tâm hoan hỷ. Hết thảy thiện tri thức lợi ích cho con, dạy con tu hành Bồ Tát Phổ Hiền. Người có duyên mới tụ hội với nhau, người chẳng có duyên muốn tụ hội lại với nhau cũng không thể được. Cho nên những người thường thường hay tụ hội lại với nhau đều là những người đời đời kiếp kiếp có nguyện lực này, hỗ tương tu đạo với nhau, tu hành dụng công, đồng ở trong một pháp hội, đối với con thường thường sinh ra tâm hoan hỷ. Giữa người với người, nếu gặp người không có duyên, dù bạn đối với, tốt với họ, họ cũng không cảm thấy tốt. Còn người có duyên, dù bạn mắng chửi họ, đánh họ, họ cũng đều sinh tâm hoan hỷ. Cho nên giữa người với người, có sự quan hệ vi diệu. Nguyện thường thấy được các Như Lai, cùng các Phật tử, chúng vây quanh, đều cúng dường chư Phật rộng lớn, hết kiếp vị lai, không nhàm mỏi. Con phát nguyện luôn luôn gặp được tất cả chư Phật, đi đến cõi nước mười phương đều gần gũi tất cả chư Phật và tất cả đệ tử của Phật đại chúng với nhau, để vây quanh khen ngợi cúng dường Phật. Tất cả chúng sinh đều phát khởi tâm cúng dường rộng lớn, cúng dường tất cả chư Phật, tất cả đệ tử Phật, con cúng dường rộng lớn như vậy, dù hết kiếp thở vị lai, cũng không khi nào nhàn mỏi. Nguyện trì chư Phật vi diệu pháp, quang hiển tất cả hạnh bồ đề, rút ráo thanh tịnh đạo Phổ Hiền, hết kiếp vị lai, thường tu tập. Con lại phát nguyện thọ trì pháp môn thâm sâu, vi diệu của tất cả chư Phật mười phương ba đời. Do đó có câu, pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Con nay thấy nghe, được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thực của Như Lai. Đừng cho rằng Phật pháp dễ hiểu được, chẳng những Phật pháp không dễ hiểu được, dù có gặp được Phật pháp cũng rất khó gặp được. Do đó có câu, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Thân người khó được, đã được thân người rồi, Phật pháp khó nghe, chúng ta đã nghe Phật pháp, thiện tri thức khó gặp, chúng ta phải tìm thiện tri thức. Con nguyện y chiếu theo pháp môn vi diệu của chư Phật mà tu hành. Con phải diễn dương Phật giáo, phải khiến cho đạo Bồ Đề phóng quang hiển hiện ở trong vũ trụ, đắc được cảnh giới niết bàn rốt ráo thanh tịnh, viên mãn môn đại đạo Bồ Đề của Bồ Tát Phổ Hiền, hết kiếp thở vị lai, con luôn luôn tu tập tất cả hạnh Phổ Hiền. Con ở trong tất cả các cõi, tu tập phước trí luôn vô tận, định huệ phương tiện và giải thoát, được các công đức tạng vô tận. Con ở trong tam giới, tất cả các cõi, tu tập phước đức và trí huệ, vĩnh viễn không cùng tận. Muốn tu phước thì phải làm việc tốt, muốn tu trí huệ thì phải học nhiều Phật pháp. Làm nhiều công đức lành thì sẽ có phước, hoảng dương nhiều Phật pháp, chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sinh thì sẽ khai mở trí huệ. Như vậy phước cũng vô tận, trí huệ cũng vô tận, định lực viên mãn, trí huệ cũng viên mãn, định huệ viên minh phương tiện pháp môn, dùng pháp môn phương tiện khéo léo và pháp môn giải thoát, đắc được các công đức tạng vô cùng tận. Công đức đó không có cùng tận, rộng lớn như hư không, nhiều như pháp giới, hết thảy kiếp vị lai vô cùng tận. Trong một bụi có số bụi cõi, mỗi mỗi cõi
có vô số Phật, trong chúng hội, nơi mỗi vị Phật, con thấy luôn nói hạnh Bồ Đề. Ở trong Phật Pháp, trong lớn hiện nhỏ, trong nhỏ hiện lớn, một hạt bụi là nhỏ nhất, nhưng trong một hạt bụi lại hiện ra vô lượng vô biên, cõi nước chư Phật, tức cũng là trong mỗi hạt bụi của mỗi thế giới, có thể là một cõi Phật. Trong mỗi cõi Phật đó, lại có vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, nhiều như số hạt bụi. Trong mỗi cõi nước chư Phật, lại có chư Phật nhiều không thể nghĩ bàn, không biết số một bao nhiêu, ở chỗ mỗi vị Phật đều có một pháp hội, mà pháp hội đó đều là chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, cùng kính vây quanh khen ngợi. Con nhìn thấy hết thảy Bồ Tát, ở trong hải hội chư Phật, hết thảy người tu đạo đều tu hạnh Bồ Đề của Bồ Tát Phổ Hiền Tu. Khắp tận mười phương, các biển cõi, mỗi đầu sợi long, biển ba đời, biển Phật cùng với biển cõi nước, con khắp tu hành. Trải biển kiếp, trong biển cõi khắp, cùng mười phương cõi nước chư Phật, tại sao gọi là biển? Vì biển nghĩa là số nhiều. Nói vô lượng vô biên, bạn không cách gì biết được số một bao nhiêu, nơi mỗi đầu sợi long lại hiện ra mười phương ba đời tất cả chư Phật, hết thảy chư Phật đều như biển cả, cõi nước cũng nhiều không có số lượng, thời gian con tu hành cũng vô lượng vô biên như biển cả, không thể dò lường được, không có bờ mé. Tất cả Như Lai lời thanh tịnh, một lời đủ các biển âm thanh, tùy các chúng sinh tiếng ưa thích, đều từ biển biện tài của Phật. Lời lẽ thuyết pháp của tất cả chư Phật Như Lai đều là lời lẽ thanh tịnh. Trong kinh Địa Tạng nói, tiếng mây sấm lớn, tiếng sư tử hống lớn. Pháp của chư Phật nói trong một câu đầy đủ tất cả biển âm thanh đó cũng vô lượng vô biên như biển cả. Biển âm thanh của Phật là tùy thuận tâm hoan hỷ, ưa thích của tất cả chúng sinh mà nói. Mỗi một thứ âm thanh vang ra từ trong vô lượng tam muội biện tài, đây gọi là biển biện tài. Phật nói pháp chỉ dùng một tiếng nói, nhưng tất cả các loài chúng sinh đều nghe hiểu được. Đây gọi là Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được, cho nên Phật pháp là không thể nghĩ bàn.